Đàn bà một khi đã chán chồng thì chuyện gì họ cũng dám làm. Đàn bà một khi đã chán chồng đến tận cổ thì chuyện gì họ cũng có thể làm được, kể cả việc chấm dứt một cuộc hôn nhân mà mình đã dày công dung dáng. Đàn ông đừng xem thường phụ nữ, đừng nghĩ phụ nữ không có gan ly hôn, không có gan bỏ chồng. Một khi đã chán thì chuyện gì cô ấy cũng dám làm. Cho dù anh từng là người mà họ thương nhất, họ cũng sẽ buông bỏ, không vướng bận. Chị dâu của tôi nè, là một người phụ nữ đảm đang, thương chồng chiều con không ai bằng. Nhưng đến một ngày, chị bỏ chồng của chị, khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Chị ly hôn bởi vì đã quá chán cái cảnh một người thì tận tụy dung dáng, còn người kia thì cứ mãi thờ ơ. Bởi vậy, người ta nói sức chịu đựng của đàn bà nó có giới hạn. Không phải lúc nào họ cũng ngồi đó chịu đựng những đớn đau mà đàn ông mang lại. Không phải lúc nào họ cũng chịu đứng yên để mặc cho đàn ông giày vò. Họ cũng biết mệt mỏi mà. Và họ sẽ rời đi khi họ cảm thấy họ đã đủ đầy tổn thương. Thế nên đàn ông đừng nghĩ rằng chơi cho đã rồi quay về sẽ được vợ tha thứ. Không có đâu. Cô ấy sẽ đau đớn, cô ấy sẽ rời đi khi cô ấy đã gom đủ tuổi hờn. Các anh có biết không, khi đó các anh có lại lục gian sinh thì cũng bằng thừa. Đó là vì đàn bà đã cảm nhận được cô ấy đã tổn thương nặng nề. Họ chọn cách rời bỏ để giải thoát cho mình. Khi đó họ chẳng còn sợ miệng lưỡi của thiên hạ nữa đâu. Ai muốn bàn tán gì, kệ, họ không để tâm. Khi đã nhận đủ tổn thương, họ sẽ mang theo con của họ cùng với những yêu thương của bản thân mà rời đi. Khi đó, anh chẳng còn gì trong mắt của cô ấy nữa đâu. Vì vậy, đàn ông hãy thay đổi ngay đi, để đừng hối tiếc về sau. Đàn ông nên nhớ rằng, đánh mất vợ, đó là một sự thất bại lớn nhất cuộc đời của một người đàn ông. Không có vợ bên cạnh thì làm gì cũng khó thành công. Tôi chắc chắn một điều, thế nên đàn ông hãy trân trọng những điều mà mình đang có. Đừng vì những cuộc vui chơi nhất thời mà bỏ vợ con của mình phải cô đơn trong chính cái ngôi gia của mình. Đừng để vợ của mình phải cảm thấy tủi thân, đau khổ. Đàn ông nên nhớ trân trọng người phụ nữ của mình, bởi vì cô ấy sẽ là người nuôi anh, chăm sóc anh khi anh không còn gì cả.